Nay ngày 6 tháng 3 năm 2023, Hội Quan Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho bé Di ở Tân Hùng Ngọc Chánh với số tiền là 500.000 đồng. Đây là lần giao thứ 8 do nhà tài trợ bác Di Xin Hùng Xì Tắc Phùng ở Canada tài trợ, và tôi cũng xin thay mặt cho địa phương xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ. Con cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ.